Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ đến từ Gia Bảo Luxury. Trên tay tôi đây là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Zenith với biểu tượng là ngôi sao trên cao. Có nguồn gốc từ năm 1865, Zenith là một trong những thương hiệu đồng hồ xuất hiện sớm nhất tại Thụy Sĩ và trên toàn thế giới. Những đóng góp của Zenith dành cho giới chế tác quả thực là không nhỏ, đặc biệt là với sự phát triển của dòng đồng hồ chronograph tự động, thì Zenith là một trong ba cái tên đầu tiên khởi nguồn cùng với thương hiệu Seiko, nhóm Chronomatic Group, một nhóm thương hiệu đồng hồ nổi tiếng giai đoạn thập niên 70 gồm có các nhà sản xuất như là Hamilton Uren, Breitling, Heuer và Dubois de Prat. Mẫu đồng hồ trên tay tôi đây nằm trong bộ sưu tập Chronomaster của Zenith với đặc trưng là sử dụng dòng máy Embry Merrill, xuất hiện chính xác từ năm 1969. Cho đến nay thì Embry Merrill vẫn được coi là bộ máy chronograph tự động huyền thoại bậc nhất trong giới chế tác đồng hồ cơ bởi khả năng vận hành chính xác và bền bỉ khi có tần số hoạt động là 5 Hz, trong khi những chiếc đồng hồ cơ thời điểm đó chỉ gõ 18.000 nhịp một giờ, tương đương với 2.5 Hz. Tiếp nối truyền thống trong quá khứ thì dòng máy Embry Merrill hiện nay được Zenith tiếp tục phục dựng và cải tiến cũng như sử dụng trong nhiều dòng đồng hồ khác nhau. Đơn cử cho sự có mặt của bộ máy Embry Merrill 4061, phiên bản cải tiến của bộ máy Embry Merrill 400 có trong cỗ máy trên tay tôi đây với tên gọi là Embry Merrill Chronomaster với số hiệu là 22-2082-4061. Đặc biệt hơn nữa là chiếc đồng hồ có mặt tại Gia Bảo Luxury hiện tại là một trong 100 phiên bản giới hạn được Zenith cho sản xuất. Zenith Embry Merrill Chronomaster hiện có mặt tại Gia Bảo Luxury ghi dấu ấn mạnh mẽ với mã số được thiết kế theo chiều hướng lộ cơ tinh tế, xung quanh là lớp khảm trai màu trắng khá là nhã nhặn. Khác với những phiên bản thường thì mã số của mẫu đồng hồ này lại chế tác với một mã số đặc thù, đó là khảm trai. Và đặc trưng của những cỗ máy Embry Merrill thời kỳ đầu đó là sự sắp xếp của 3 mã số phụ đối xứng nằm cân bằng nhau đã được nhà sản xuất điều chỉnh bởi sự có mặt của chi tiết lộ cơ đặt tại góc từ 9 đến 11 giờ. Sở dĩ chi tiết này khá là lớn cho nên mã số của cỗ máy Embry Merrill chỉ còn lại 2 mã số phụ tại góc 3 giờ và 6 giờ, riêng một cái bộ đếm giây thì tích hợp nhỏ ở đây tại góc 9 giờ mà thôi. Bộ máy vận hành này có tần số hoạt động là 5 Hz như tôi đã đề cập ở phía trên, đồng thời với lối thiết kế trong suốt ở mặt trước cũng như mặt sau. Chuyển động điên cuồng của bánh xe cân bằng cũng được tiết lộ đặc biệt rõ nét, không chỉ là bánh lắc proto đặc trưng với một hình ngôi sao Zenith chuyển động qua lại cùng từng đinh ốc xanh hay là những chân kính hồng. Rotor đặc trưng với chi tiết ngôi sao Zenith 5 cánh ở chính giữa đang chuyển động qua lại, hay từng đinh ốc xanh mài nhẵn bóng với các chân kính hồng thể hiện sự tinh tế riêng biệt chỉ xuất hiện ở những chiếc đồng hồ cao cấp thì bạn cũng hoàn toàn có thể quan sát một cách hết sức đầy đủ. Thực tế Gia Bảo Luxury đã có một video chi tiết hơn về cỗ máy Zenith Embry Merrill. Chúng tôi sẽ đặt link nếu như bạn có mong muốn tham khảo kỹ hơn. Quay trở lại với cỗ máy Zenith Embry Merrill hiện có mặt tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay, được trang bị bộ vỏ khung bằng vàng hồng và làm nổi bật nhờ một vành bezel phủ kín kim cương dáng ống đã được mài gọt hết sức là tinh tế nên có độ hấp thụ ánh sáng khá là tốt. Tên thương hiệu và cái tên Embry Merrill cùng ngôi sao biểu tượng đã được nhà sản xuất chuyển đến vị trí góc 1 giờ để đảm bảo tính thẩm mỹ nhất quán trên mặt số. Các mặt số phụ chronograph cũng được lược giảm, chỉ còn lại vòng tròn, đếm đơn vị cũng như là một vài cột mốc chính mà thôi, khiến cho người dùng có thể tập trung toàn bộ vào chi tiết động cơ mà tôi đã đề cập ở góc 9 giờ đến 11 giờ. Phối hợp với bộ vỏ khung bằng vàng hồng vốn được đánh bóng ở phía cạnh, còn cá nối dây được trải sức mờ của cỗ máy này là dây đeo da cá sấu xuất hiện trong màu đen khá là cá tính, đi kèm với một khóa cài nhỏ gọn cũng bằng chất liệu vàng hồng và với một ngôi sao Zenith. Đặc biệt, sự đắt giá của mẫu đồng hồ Embry Merrill Chronomaster này chính là ở những viên kim cương dạng ống được đặt tại vành bezel. Tổng cộng đã có tới 2.9 carat kim cương có độ tinh khiết cấp VVS, đại diện cho chữ là very very small, rất rất nhỏ. Cụ thể hơn khi nói về độ tinh khiết của một viên kim cương thì độ tinh khiết cấp VVS để ám chỉ viên kim cương có tạp chất rất rất nhỏ mà phải thật kỹ chúng ta mới thấy được tạp chất đó ngay cả khi tăng độ phóng đại thêm 10 lần. Những viên kim cương này có nước màu từ G đến F. Nói về độ màu thì có một bảng màu kim cương kéo dài từ chữ D đến chữ Z.
Màu kim cương càng trắng, càng trong thì ký hiệu cho nó càng gần đầu bảng chữ cái. Và trắng nhất thì có ký hiệu là D. Thật khó để tôi có thể định lượng được chính xác giá trị của những viên kim cương có trên mẫu đồng hồ Zenith này. Tuy nhiên trên một nguồn tham khảo thì tôi có thể thấy 3 carat kim cương với màu sắc G, độ tinh khiết là VS1. Độ tinh khiết VS1 sẽ kém hơn độ tinh khiết của VVS như ở mẫu Emery Meru trên đây. Với nét cắt là Very Good thì có giá là 1,4 tỷ. Thì các bạn chắc là sẽ có câu trả lời cho riêng mình rồi. Là một cỗ máy kết hợp giữa kỹ nghệ chế tác phức tạp cùng kỹ thuật hoàn thiện tinh vi, cỗ máy Zenith Emery Meru Chronometer Master số hiệu 22-2082-4061 hiện có mức giá chính hãng là 72.000 USD. Tuy nhiên, đến với giá bảo luxury, bạn sẽ có một mức chiết khấu rất là hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo của chúng tôi.